Hôm trước thì chúng ta đã học về mặt nạ rồi đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm đấy, kỹ hơn về mặt nạ, ứng dụng của nó. Đây ví dụ chúng ta làm một hình như này chẳng hạn, thì các bạn phải làm mặt nạ vào để tạo độ trong cho nó này. Đấy. Thì chúng ta mới làm được cái độ trong như này. Nếu mà chúng ta giảm opacity thì nó vẫn sẽ đục hơn, nó không thể trong suốt được như mặt nạ. Còn mặt nạ thì nó kiểu một cái tấm kính ấy, bạn biến nó thành tấm kính thì nó có thể trong suốt được như này. Chúng ta sẽ học thêm cái lệnh biến đổi hình để có thể làm những cái hình như này ạ. Ví dụ như này thì chúng ta phải có những lệnh biến đổi hình, và lệnh biến đổi hình thì lệnh biến đổi hình thì ở trong này các bạn vào object này, chúng ta vào envelope distort, thì ở trong này nó có một loạt các cái lệnh biến đổi hình như sau, thì các bạn ghi thôi. Đây, chúng ta vào object này, chúng ta vào envelope và các bạn ghi cái chức năng biến đổi hình đầu tiên, đó chính là thằng make with warp. Đây, chức năng biến đổi hình đầu tiên. Thì thằng này nó biến đổi hình theo các cái hình mẫu có sẵn. Đó. Đây, theo các kiểu mẫu có sẵn người ta tạo ra chúng ta. Thì khi mà chúng ta vào thằng warp này thì ở phần style này, các bạn sổ xuống các bạn sẽ có rất nhiều các cái kiểu biến đổi hình đây. Giờ chúng ta có thể chọn là một trong các cái kiểu đấy để chúng ta biến đổi. Cái style là các cái kiểu biến đổi, và chúng ta có hai trục biến đổi, đó là horizon và vertical. Horizon và vertical là hai trục, hai trục biến đổi, một là biến đổi theo chiều ngang, hai biến đổi theo trục dọc. Và chúng ta có bend. Bend là thông số biến đổi đó. Bend là thông số biến đổi. Rồi chưa? Và dưới này chúng ta cũng có thể biến đổi thêm theo trục ngang và trục dọc nữa. Đấy. Các bạn có thể biến đổi thêm để bóp méo hình theo từng cạnh như này. Ở phía trên là nó biến đổi đều hai bên đó. Đây thì nó lại thêm một cái chiều biến đổi nữa, nó làm cho vật lại thêm hai kênh để bẻ nó. Các bạn nhớ nhấn vào preview nhé, thì nó mới hiển thị được, còn không nhấn preview thì kéo nó không tác dụng gì cả. Tất nhiên khi ok nó sẽ có tác dụng, còn nhấn preview chúng ta có thể xem trước được cái kết quả. Đấy, thì đây chính là một cái kênh biến đổi hình. Và khi các bạn biến đổi xong như thế này rồi, các bạn muốn hiệu chỉnh riêng từng cái một đó. Riêng từng cái một mà để nó mất cái kênh biến đổi đi. Bây giờ các bạn có nhìn thấy khi chọn nó có cái kênh biến đổi đây ạ, đúng không ạ? Nó vẫn gắn một cái kênh biến đổi vào. Thì các bạn muốn mất cái kênh biến đổi đi thì chúng ta vào object và chúng ta expand lên đây. Đây, khoan từ từ. Object. Đây, expand. Các bạn expand nó ra thì các bạn sẽ bị biến mất cái kênh biến đổi này ạ. Đấy, thì chúng ta sẽ trở thành một cái đối tượng bình thường. Và khi các bạn biến mất kênh biến đổi này rồi thì chúng ta mới có thể gắn được mặt nạ. Nếu mà các bạn gắn mặt nạ mà có kênh biến đổi thì chúng ta sẽ không gắn được mặt nạ nhé.
đây này. Đây, ví dụ có cái biến đổi này, chúng ta vào trang trang fancy này, chúng ta gắn mặt nạ thử xem, make này. À, nó vẫn nhận mặt nạ đấy, nhưng có một số trường hợp là nó sẽ bị lỗi, trong cái này nó vẫn nhận mặt nạ được, không sao. Ok, thế thì chúng ta không phải expand đâu, nhưng có nhiều lần tôi làm ấy mà không không biến đổi là nó không nhận đâu, nó cứ thành một màu đấy, nên nó không chuyển đổi được. Cái này này nó lại ok rồi, thế cũng không có vấn đề gì cả. Đấy, ví dụ như ở cái bài tập này chẳng hạn này, các bạn muốn biến đổi một cái thằng ở đây. Đó, muốn biến đổi một cái thằng hình như này, chúng ta làm như sau. Đấy, các bạn vẽ một cái hình chữ nhật bé này thôi nhé, kiểu nó bé này thôi. Nếu các bạn vẽ to chúng ta sẽ không biến đổi được đâu. Chúng ta vào object này, vào piton này, chúng ta vào warp này, chúng ta chọn cái trường hợp đầu tiên là theo kiểu ARC này. À, cho thằng này về không đi. Phải, chúng ta đã biến đổi được cái rẻ quạt này đúng không ạ? Thì các bạn có thể biến đổi được cái rẻ quạt vào đầu nhỏ này, thì chúng ta để cái hình chữ nhật nó bé thôi. À thì chết, tôi đang làm ở trong mặt nạ, đâm ra là nó hơi nhỗi thì này, tắt cái phần mặt nạ đi. Để cho một cái màu vào object. Thì chúng ta có thể làm được một cái thằng như này. Đây, thử gắn mặt nạ nó. Thì tất cả những thằng này các bạn muốn nó trong này. Đấy, tất cả những thằng này muốn trong ở trên và dưới đậm đúng không ạ? Thì chúng ta phải gắn mặt nạ. Và chúng ta phải cho cái màu gốc của nó này, màu gốc. Này. Đấy, không nhận màu gốc này. Đấy, không nhận màu. Thì chúng ta expand nó ra, thì cứ nhận expand nó ra thì nó dễ làm hơn. Này. Rồi các bạn đổ màu gốc cho nó hơi đậm một chút và chúng ta gắn mặt nạ cho nó make. Rồi ạ. Từ từ. Ctrl C và đây make này. Chọn cái Ctrl Shift V này, chúng ta dán đúng cái mặt nạ bằng luôn thì được. Nó đỡ lờm sờm, nó dễ là và chuyển gradient. Chúng ta cho hướng nó lên trên đi. Đấy chưa? Đấy thì các bạn có thể làm được một cái. Đây, chúng ta có thể làm được một cái hình như này rồi. Nhưng bây giờ thử copy đèn lên nhau xem nó như thế nào, nó hiệu quả thế nào. Vì đây trông có vẻ là nó rất trong với nhau đúng không? Thử copy này, giữ Alt copy này. À, trông có vẻ là chưa được trong bằng nó đó. Thì thông thường chúng ta phải gắn cho chúng ta một cái gắn một cái thế xem là thằng Kernel đây. Kernel thì nó sẽ sáng ra như này này. Chúng ta gắn một cái kênh shortline cũng được. Đấy. Khi các bạn gắn một cái kênh làm trong ấy thì cái hiệu quả của cái thằng ở phía giữa này bao giờ nó cũng sẽ đậm lên. Đấy. Nếu mà chúng ta không gắn kênh. Ở đây thì có vài kênh đấy. Ví dụ như là cái thằng mà nó sáng lên này thì các bạn chọn kênh Cornerstone này, thì cái khoảng ở giao cắt với các hình với nhau nó sẽ sáng lên. Đó, Cornerstone nó sáng này. Còn những cái thằng này, những cái thằng trong này có thể chọn chế độ multi line được. Multi line thì nó sẽ đậm cái thằng ở giữa đây. Ok chưa? Tất nhiên là cái này thì cũng cái thằng này màu nó rất là trong, nó rất là đậm này thì cũng có thể do là các bạn phải làm cái nét này, nét viền. Thấy chưa? Ở đây nó có nét viền, khi có nét viền thì cảm giác cái khoảng ở giữa nó sẽ trong hơn, đúng không? Đấy, thì khi các bạn làm tranh kính rồi thì tranh kính chỉ đẹp ở cái nét viền, vì đây chúng ta sẽ phải làm thêm cho nó cái nét viền này thì chắc chắn màu nó sẽ trong hơn. Và nét viền ở đây thì cũng rất là cầu kỳ đấy, nó có hai sắc độ đấy, không phải đơn giản đâu. Các bạn có nhìn thấy hai sắc độ không? Một sắc độ đậm này, một sắc độ trung gian mới đến thằng này. Đấy.
Thế để làm thằng khai sắc độ này chúng ta làm kiểu gì nhỉ? Xong là không không làm như thế được, nếu mà làm như thế thì nó sẽ không đều. Thứ nhất là bọn em là phải vào object này, path này, offset path được chưa? Thì nó sẽ phóng to ra. Đấy, và cho nó một cái hình khác và chỉ đổ màu nét thôi, chúng ta không đổ màu mảng. Đây chúng ta sẽ được cái nét viền như này. Đấy là cái nét bên ngoài nhé. Còn nét bên trong thì các bạn tạo nét bình thường được chưa? Đấy, nét bên trong thì chỉ cần tạo nét thôi. Đấy thì sẽ được. Ví dụ các bạn muốn cho nét viền màu gì nhỉ? Màu trắng, màu xanh hay màu gì đấy chẳng hạn. Xanh này. Đây. Thì có phải các bạn được một cái nét viền rồi đúng không? Đấy bây giờ thử offset path ra nhé. Object này. Path, offset path. Preview. Cho to ra một thêm. Nó vẻ là chỗ này là không nhé. Ok. Đây chúng ta sẽ được một cái hình đậm hơn đúng không? Để sẽ là ăn uống các bạn. Này chúng ta sẽ được một hình đậm hơn bên ngoài như này. Đó. Tất nhiên các bạn cứ làm hết đi, xong rồi làm hết cái nét viền đi và chúng ta mới gắn mặt nạ, chứ không đây là nó bị lỗi rồi này, mặt nạ nó bị lỗi, đang bị lỗi đấy không ạ, cái mặt nạ nó bị bung ra này. Đó. Nó không còn dính mặt nạ nữa, thì chúng ta phải làm hết tất cả những cái nét viền cái thứ xong hết đi, xong như này rồi thấy ạ. Đấy. Và bây giờ chúng ta mới gắn mặt nạ cho đối tượng này. À, chứ không thì nó sẽ bị bung mặt nạ mất. Cái thằng phía dưới này thì phải bỏ cái tốt nhất là bỏ nét này đi này, bỏ mảng, bỏ nét viền đây này, cho nét viền nó sửa được chưa? Đấy thì chúng ta sẽ có một nét viền và có thêm một cái nét ở phía dưới. Đây chúng ta mới gắn mặt nạ cho thằng này. Match. Từ từ tôi phải Ctrl C đấy. Match này, Ctrl Shift V. Đây chúng ta mới gắn mặt nạ cho nó. Đây nó đang đang không có chế độ mặt nạ. Đăng ký xem nào. Nó đang không nhận này. Rồi tạm thời cái trường hợp này để lại thì chúng ta nghiên cứu tiếp nhé. Để chúng ta học sang một cái trường hợp tiếp theo để làm lại đại. Đây. Ví dụ như là chúng ta vẽ xong được tất cả các hình chữ nhật như này rồi. Và ở đây này, chúng ta chỉ vẽ những hình vuông bình thường thôi. Các bạn đừng có vẽ hình cong này thì nó sẽ khó. Nó vẽ hình vuông. Và ví dụ khi mà chúng ta vẽ được rất nhiều những hình vuông như này. Đấy. Các bạn vẽ được rất nhiều các hình vuông này ra chẳng hạn. Đấy. Và cũng làm thao tác như vừa xong, cũng có nét viền này. Đó. Cũng có nét viền và cũng chọn các chế độ hòa trộn. Đó. Chọn mặt nạ xong, gộp tất cả chúng nó vào thành một. Gộp tất cả nó vào. Đây, ví dụ như là bây giờ tôi cứ đổ cho nó một riêng những cái màu khác nhau đi. Đấy. Để cho nó một màu khác. Bảng color, bắt chơi nó đi. Xong chúng ta group nó vào này. Group nó vào, chúng ta vào hiệu ứng biến đổi hình này. Envelope này. Rồi, review. Chúng ta chọn kênh khác, chúng ta chọn kênh này, đây, fit này. Thì các bạn có phải các bạn biến đổi được thành hình này đúng không? Rất là nhanh. Thì tất cả những cái thứ ở phía trong này chúng ta cứ làm phẳng hết, và sau chúng ta dùng kênh fit này chúng ta biến đổi một cái là nó sẽ cong theo đúng cái hình này. Để trông nó khá phức tạp nhưng mà nó cũng nhanh thôi, không khó khăn lắm đâu. Bài này thì đơn giản hơn bài dưới một chút.
Và chúng ta sẽ học tiếp đây thì đấy là kênh biến đổi hình này. Tiếp theo các bạn ghi vào make with map cho tôi. Make with map. Thằng này là biến đổi theo ô lưới. Biến đổi theo ô lưới. Biến đổi theo ô lưới. Và nó biến đổi được cả ảnh nhé. Ảnh thì nó hơi lâu một tí. Các bạn vào make này. Và các bạn đánh số lưới rồi thôi. Ví dụ các bạn muốn cái ô lưới bao nhiêu để các bạn biến đổi thì các bạn đánh số lưới vào đây. Ok chưa? Rồi chúng ta ok. Thì khi các bạn biến đổi thằng này nhé, thì các bạn cầm công cụ này, cầm kéo này. Được chưa? Thì các bạn có thể biến đổi theo ô lưới như này, bất cứ cái hình nào. Thế thì chúng ta có thể tạo ô lưới để chúng ta biến đổi. Ví dụ các bạn muốn vẽ một cái bầu trời mây có cái ảnh trong này, các bạn muốn biến đổi thêm một chút chẳng hạn, thì các bạn biến đổi thế này. Thì với cái chức năng của thằng này thì nó biến đổi được cả ảnh, nhưng ảnh thì động vào nó khá là lâu đấy. Nó không. Đây ví dụ chúng ta có cái ảnh này chẳng hạn, chúng ta vào object này, make này. 4x4 nhé, ok. Đấy thì ảnh thì nó chạy chậm lắm. Và nhất là cái ảnh này của mình rất là chất lượng, vì vậy là nó biến đổi càng lâu. Đây các bạn chọn công cụ này, các bạn biến đổi này, chọn một điểm thôi, kích vào một điểm này, biến đổi này, đợi nó tí. Dùng ảnh thì nó hơi lâu, vì nhất là cái ảnh này rất là nặng. Nhưng mà trong chương trình Inut mà biến đổi được ảnh như này là cũng rất là ghê gớm rồi đó. Thông thường chúng ta làm shop thì chúng ta biến đổi được. Đấy, thì nó có thể biến đổi được ảnh như này. Ok, rất là hay. Đấy, kể cả các cái ảnh các bạn vào đây mà muốn sơ chế, mà có những cái mà các bạn không cần phải vào shop ấy, thì chúng ta vẫn có thể biến đổi được ở trong Inut như này. Đấy, ok chưa? Thì đây chính là chức năng biến đổi ảnh nhé. Tiếp theo thì chúng ta học thêm một cái trường hợp nữa ở trong phần cái bảng vừa xong. Đây, object này, Python này. Thì chúng ta học cái thằng thứ ba, thằng make with top object ấy. Kiếm tắt là Ctrl Alt C. Make with top object. Đưa một cái đối tượng. Đưa một cái đối tượng phía dưới chui vào đối tượng phía trên. Đưa một đối tượng phía dưới chui vào một đối tượng phía trên. Thì khi mà sử dụng cái thằng này thì nó khác. Ở trước chúng ta cũng có học một cái thằng mà đưa một hình vào trong hình khác, thì nó là thằng nào nhỉ? Thằng đây, thằng clipping map này đúng không? Đấy. Thì thằng này nó đưa vào, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hiệu chỉnh được ở phía trong của nó như thế nào đúng không? Và hình của nó giữ nguyên tỷ lệ. Nhưng riêng ở thằng Ctop này thì hình của nó sẽ thu vừa đúng cái hình. Ví dụ như chúng ta có một hình bóp méo như này thì nó thu vừa vào đúng hình này. Kể cả các bạn có hình ngôi sao thì nó thu vừa đúng hình ngôi sao. Đấy thì đặc thù của cái thằng biến đổi hình này như thế. Đây ví dụ chúng ta có thằng này. Chúng ta có thằng này chẳng hạn. Đây. Đấy. Và nó phải là hình phía trên nhé. Nó chỉ đưa được vào hình trên. Chọn hai hình này. Object này. Chúng ta vào Ctop này. Chúng ta vào đây. Chọn nó này. Đấy, thấy không ạ? Nó co vừa đúng vào hình ngôi sao các bạn. Đó. Thì thằng này nó làm việc như vậy. Còn cái thằng clipping thì nó chỉ đưa vào bên trong và nó không quan trọng vào hình bên ngoài như nào đó. Nó sẽ nằm âm ở bên trong đấy. Còn thằng này thì nó nằm ở trên bề mặt và nó co vừa đúng cái bề mặt của cái hình các bạn muốn đưa vào. Được chưa? Kể cả ảnh nó cũng bóp méo hết nhé. Đây này, đó. Ảnh nó bóp méo hết để nó vừa được vào đúng cái hình này. Đấy thì hai chức năng nó khác nhau. Thì chức năng này để làm được như vậy thì chúng ta có thể ứng dụng vào
một số trường hợp các bạn muốn. Và tiếp theo tôi hướng dẫn thêm một cái công cụ nữa cũng khá là hay, thế nhưng bài này thì cũng chưa ứng dụng được, nhưng mà nó cũng là một cái khá hay. Ví dụ các bạn muốn chia nhỏ cái đối tượng này ra thành bao nhiêu ô theo hàng chẳng hạn đó, thì chúng ta đã học công cụ gì chia được rồi nhỉ? Hôm trước thì chúng ta học một cái công cụ là rectangle right tool này, thằng này là vẽ ô lưới đúng không ạ? Nhưng thằng này nó không chia, mà thằng này nó chỉ ấy thôi, nó chỉ là những cái đường lưới nó đan vào nhau, nó tạo thành các ô vuông thôi. Còn bây giờ ví dụ chúng ta lại muốn chia thằng này ra thành nhiều những cái mảng nhỏ khác nhau ấy, thì nó lại là công cụ khác đúng không? Thì chúng ta vào này, object này, chúng ta vào path này, và các bạn vào thằng đây list into grid, thằng này là chia theo ô lưới, thì các bạn đánh theo ô lưới ở đây. Ví dụ các bạn đánh bao nhiêu ô này, đấy, kích thước bao nhiêu thì nó ở phía dưới nó có sẵn rồi, các bạn có thể thay đổi kích thước của nó. Đấy, thì chúng ta có row là dòng, column là cột đúng không ạ? Thì các bạn có thể thêm số dòng, số cột này, xong là các bạn thay đổi chiều cao của nó này, đó, thay đổi hoặc thay đổi thằng pointer là khoảng cách đấy, khoảng cách giữa các hàng cột đấy. Đấy, đấy thì chúng ta có các thông số như vậy để các bạn thay đổi, và các bạn ok là các bạn đã có được những cái đối tượng như này. Đấy, các bạn này nó là những đối tượng rời nhau rất là hay, và các bạn có thể đổi riêng màu hoặc làm bất cứ gì trên đối tượng đấy đều được cả. Đấy, nó thành đối tượng ngay đó, chứ nó không phải là nét như cái đối tượng kia. Đấy, xong ví dụ thành một cái đối tượng như này rồi, các bạn lại vào đâu, vào công cụ biến đổi hình đúng không? Các bạn biến đổi group nó vào, xong biến đổi hình để tạo thành các cái giải chạy ấy. Đây, ví dụ các bạn này vào object này, lại vào distort, vào thử thằng này xem. Ok đấy, vâng, nói chung là phải kết hợp giữa nhiều công cụ thì chúng ta sẽ ra được những cái, đa phần những cái hình phức tạp này thì chủ yếu chúng ta làm hình nền là chính, các cái hình nền phía dưới đấy, thì các bạn có thể làm ra những hình như này, được chưa? Đấy, thì bài hôm nay chúng ta học những cái công cụ như vậy, và các bạn bây giờ làm cho tôi cái bài này nhé. Đây, làm cái bài này đi. Tất cả những hình này đều phải gắn mặt nạ vào, được chưa? Gắn mặt nạ nó mới tạo độ trong như này. Ví dụ ở đây có những cái hình này nó biến đổi từ màu để tôi bỏ cái hiệu ứng đi. À, quên, các bạn phải ghi thêm một cái nữa nào để bỏ hiệu ứng. Thì muốn bỏ hiệu ứng này thì chúng ta object này vẫn vào hộp đấy, vào phần zenit này để bỏ hiệu ứng nữa. Bỏ hiệu ứng zenit vẫn ở trong đó để bỏ hiệu ứng nữa đi. Tất cả những ba hiệu ứng ở phía trên đều có thể bỏ được bằng cái thằng zenit này nhé. Được chưa? Bây giờ các bạn làm cho tôi cái bài tập này đi.